Chỉ tiếc là cái phần gì nhỉ? Phần Black Ops 4 ấy thì nó lại không có phần chơi single player. Nó chỉ có phần chơi online thôi cho nên nó không crack được. Vì vậy là chúng ta có lẽ sẽ đợi một phiên bản tiếp theo của Call of Duty thì chúng ta mới có thể chờ đợi một bản crack để chơi các bạn ạ. Cái gì đấy? Đoạn này có lẽ vẫn là cinematic à, mình sẽ tour qua đi nhá. Unfounded over more than 6 million soldiers fall in the war to the end on war. À đúng rồi, đây chắc chắn là chiến tranh thứ nhất này. Với câu nói rất là tiếng. Cuộc chiến cuối cùng có cuộc chiến nhưng mà cuối cùng thì nó lại nổ ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, nó còn hoành tráng hơn cả chiến tranh thế giới thứ nhất nữa. Đúng không nào? Các bạn nào mà đam mê nghiên cứu lịch sử các bạn sẽ biết rất rõ về cái phần này. Đấy rồi, game rồi. Nhìn khá là mượt các bạn ạ. Cái chưa? Để bắn nhau luôn ngay từ đầu này. Và đặc trưng của... Ui, tốc độ chuột cao quá. Mình sẽ vào phần option nhá. Các bạn có thể ấn SC để ra phần game menu rồi. Mình sẽ vào phần option rồi vào phần control. Ở đây, mouse and TV rồi. Cái này để 15 đấy nhỉ? Cái này là cái xe này. Revision, inverse. Inverse là đảo ngược chuột nhá. Sounder stick. Stick á. Thôi thì cứ giảm đều cho như bên trên rồi. Để 15. Còn ở Zoom, Sensitivity, cái này để 100% nhá. Double tap. Zoom vehicle. Hâu à? Vehicle weapon zoom. Thôi cái này mình sẽ để click nhá. Double tap forward to sprint. Sonder sprint. Chạy là hâu, cái này mình sẽ để hâu. Steady scope, được rồi. Phần control. Advanced. Oh, có một đống cốp này, cốp 10 luôn này. Từ cốp 1 tới cốp 10, what the fuck, nhiều cốp vậy. Là mình ống ngắm lắm các bạn. Nhiều vãi cả trưởng luôn. Được rồi, sang đến phần gameplay. Show up, chat log, inventory. Phần bên này thì mình sẽ để mặc định nhá. Được rồi. Còn đến phần đó là audio cũng mặc định luôn. Video xem nào. Cái này mình sẽ tắt đi. Video view. Vehicle field of view. Motion blue. Swan. Weapon lock. Color blue. Cái này có giảm đi hoàn toàn không? Motion blue. Các em sẽ để lên tầm 90 nhé. Cái FOV. FOV là cái phần góc nhìn nha các bạn. Góc nhìn khi mà chúng ta quay chuột ấy. Nói chung là những bạn nào mà chơi FPS thì các bạn sẽ biết được cái FOV là cái gì. Nhưng bây giờ mình giải thích thì mình cũng không nắm rõ lắm. Không rõ cái phần giải thích cho lắm. Thì đây là các nút sử dụng trong game nữa các bạn. Các bạn có thể thay đổi tùy thích nhá. Còn mình thì sẽ để xem nào. In vehicle, in foot thì thay đổi một chút nhá. Sprint. Left shift. Steady scope, cruise. Cái này mình sẽ để là C nhá. Cho nó giống bên PUBG, mình quen chơi bên PUBG à. Throw ruler. Cái này thì là control này. Bên trên này cruise mình sẽ để đó là cruise tông lô. Tông lô ở đây đi. Ok. Cứ sau cái này mình sẽ xóa đi. Sao lại xóa cái này đi nhỉ? SC to can. Hold SC to clear. À đây. Được rồi. Room game nào. Rồi mọi thứ ok hơn hẳn các bạn ạ. Giờ thì vấn đề duy nhất của mình nữa đó chính là cái vấn đề mà mình gặp ở gần như là mọi phiên bản của Battlefield luôn. Đó là vấn đề làm quen với cả đồ họa. Khi mà cái đồ họa này kiểu này nhìn nó khá là đau mắt các bạn ạ. Tại mình nhìn không quen. Và cái loại súng thì sao mà bắn chậm vậy. Thay đạn lại còn lâu nữa. Hơn nữa cái kiểu game Battlefield này nó có cái lượng đạn rất là ít các bạn ạ. Cho nên là chơi chúng ta bắn phải rất là hạn chế. Hơn nữa đam nó rất là yếu nữa. Ôi đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Chạy. Ôi tha cho tôi, tha cho tôi. Chết chết các bạn ạ. À. Còn có hai máu. Thay máu, à nó tự hồi máu các bạn ạ. À. Còn ai nữa? Có thay súng được không nhỉ? Đây thay được này. K98 các bạn ơi. Nhưng mà không có scope 8 ở đây. Đâu kìa. Ờ.
chết à? Cái hiệu ứng này là mình khá là khó chịu các bạn ạ. Nó cứ kiểu làm chậm này ạ. Chúng ta nhiệm vụ chúng ta làm gì nhỉ? Thủ đây à? Sao mình lại chạy ra ngoài nhỉ? Rồi, súng quá trời này. Ui, cả một đàn ở đây. Vãi trưởng. Ít đạn quá, hơn nữa bắn còn chậm nữa. Cũng dễ hiểu bởi vì đây là thời kỳ chứ. Mày sao mày không chết? Cái này là ai đấy? À, quân phun lửa của nó à? Ôi. Thằng đấy ăn 3 viên đạn rồi đấy. Á, à, cháy, 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 cháy. Ai? Vỡ đầu chưa? Còn một viên cuối cùng các bạn. Ai à? Đâu vậy? Kiểu hiệu ứng làm chậm này nó làm mình khó chịu quá. Nó ủi chói thế. Nhìn toe các bạn. Ái rồi. Chắc chỉ có chạy thôi mà chạy đi đâu rồi. Ở chỗ này nó rào hết rồi mình không đi được. À đúng rồi. Như vậy là có vẻ cái đoạn này nó bắt chúng ta phải chết các bạn ạ. Chúng ta không thể nào sống qua cái đoạn này được. Có lẽ đây là phần cốt truyện. Càng lúc địch càng đông, đằng sau thì bị mấy cái hàng rào chặn. Ôi đây, đổi cảnh này. Đâu, thằng nào đấy bắn tao? Thò cái mặt ra đây. Thằng nào đấy bắn anh? Anh cần hết. Được, quả súng xịn rồi các bạn ạ. Xuôi. Xuôi. Đến hết đây. Có vẻ là bắn mãi sẽ không hết các bạn ạ. Cái kiểu màn này thường hay như vậy. Cái gì đấy? Thế chiến tranh thế giới nhất có cái này à các bạn? Sao mình chưa từng thấy nó trong sách lịch sử hồi mình học phổ thông nhỉ? Ôi, quả lưu đạn! À ôi. Shotgun à? Really? Địch hơi mình ý nhỉ? À địch các bạn ạ. Ô, ngon nhỉ? Súng này xịn đấy, cứ một viên một cháu. Đâu rồi? Phun lửa này mày. Ui, nó đông quá, nó đông quá các bạn ơi. Khắp mọi nơi luôn. Vỡ mồm. Cũng không có đường lui nữa. Đi đâu chú? À, cháy. À. Ta phun lửa thôi. Tan xác. Ô, thằng này có giáp à? Hai viên sọc mà không chết. À, đồng đội nhầm. À. Mày đang chơi tem anh à? Mày chơi tem anh là mày sai rồi. R. Đây là K98 ạ. À. Có lẽ cái đoạn này chúng ta phải chết liên tục các bạn ạ. Không thể nào mà chống đỡ được cái đám này. Như kiểu là ta đang đi ra dần theo cốt truyện đấy. Và miêu tả về sự thất bại của quân chúng ta trên những cái chiến trường. Tiếp theo nào, đến đâu nào. Mình khá thích khẩu sáu gan. Ô, được lái tanh này các bạn. Đây là quân mình như quân nói nhỉ? À quân mình như nhỉ? Bắn thử phát. Có vẻ căng đấy. Nằm đạn hơi lâu các bạn ạ. Chúng ta có thể xoay hông bên trái của cái xe. Rồi, có thấy mục tiêu nào không? Cho bắn phát nào. Chú ạ. À, chết rồi. Rồi, cho thấy quân địch đi nó. À đây. Một chả... Switch to weapon. À, bắt được súng rồi. Súng này đạn vô hạn luôn. Ồ, ngon nha. Mày chạy long ngong này.
Ai ai chạy long ngong này, ôi giời bay như chim luôn. Rồi di chuyển đi nào, cái tăng này bị làm sao vậy, chết máy à? Oh shit, không thể ngồi trên trời để bắn mấy cái máy bay được. Tới không? Không tới à? Phải cao hơn nữa. Tầm này đi, không tới à? Có vẻ trúng chứ nhỉ? Chỗ này sao lại đi chọn cái đường kỳ quặc vậy? Đâm tung tóe hết mọi thứ mới chịu cơ. Chết đi, chết đi, chết đi. Này thì... này thì pháo cối này. Rồi, không quần áo nữa. Ê, tăng của ai đấy? Tăng tên mình à? À, quân đồng minh các bạn ạ. À. Trên đầu có cái chấu giấm xanh xanh à. Nhưng mà khó nhìn lắm các bạn ơi. Bởi vì game này game thuộc loại tốc độ cao mà. Cho nên là việc chúng ta nhìn thấy những chấm xanh rất là khó. Hơn nữa cái màn hình của mình lại là màn hình 60Hz nữa. Nên nhìn nó càng khó hơn. Nhưng mà nào may mắn các bạn sở hữu được cái màn hình khoảng tầm đó là 144Hz ấy, thì các bạn chơi game FPS các bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu. Ôi xong, tan tành cái tăng của chúng ta ngay mà. Một lối dẫn chuyện khá hay của cái phần Battlefield 1 này. Cái gì á? Khí độc à? Ờ, khí độc thật các bạn ạ. À. Mình có nghe nói cái vụ này hồi chiến tranh thế giới nhất. Đến phần chiến tranh thế giới 2 thì có cái hiệp hội liên minh gì đó ấy. Nhưng cũng có nhưng mà có vẻ nó bị kiểm soát đó, chặt chẽ hơn. Không bắn ngắm được các bạn ạ. À. Đeo cái mặt nạ không bắn ngắm được. Chỉ có bắn chay thôi. Oh. Súng gì nè. Chỉ có bắn chay thôi các bạn ạ, không thể bắn ngắm được. Em vướng cái mặt nạ. Cháy, nổ. May hả bưởi, xịt lửa đấy đi em. Nãy mày xịt cháy anh nha. Đấy nào. Cảm tử. Cái đấy đồng chí liền. À đâu. Cái hồi chiến tranh thứ nhất là nước nào mình quên xử rồi. Mình chỉ ấn tượng nhiều về chiến tranh thứ hai thôi. Đó là chống phát xít. Hình như là... không nhớ nữa. Thôi, bắn đi. Ngại gì với bẩn đúng không nào. Ui, cháy, lại cháy nữa rồi. Ôi, lại ngã rồi. Cho bắn nhau lâu thêm tí nào. Đây rồi. May hả bưởi. May hả bưởi. May hả bưởi. Trúng nha. May hả bưởi. Nổ. Ồ, khó nhìn quá. À đây. Có thằng đứng ngay cạnh mày á. À, chém chết đồng đội mình rồi. Cố lên nào. Các đồng chí cố lên nào. Không được lùi bước. Tiến lên các đồng chí. Lại có một thằng đứng phun lửa vô tư này. Được phát. Đánh bỏ vu nó. À cháy. À. Rồi lại chết rồi. Maurice Harris 1885-1919. Vậy chúng ta sẽ vào vai từng chiến sĩ một ở đây luôn à. À! Mày này. Mày này. Ai! Ui! Bom à? Rồi. Chúng ta có thể hy sinh ở đây thôi. Giải bom như vậy sao mà sống được. Không biết là bom của đồng minh hay là có bom của địch nữa. Ô, vẫn sống nè các bạn. Chúng ta là một trong những chiến sĩ may mắn sống sót sau cái vụ thả bom vừa rồi. À đây, quân địch đi rồi. They push. We push. Every once in a while, sao đây? We push hard enough that the light breaks through the cloud. Hả, dừng lại á? Nhưng mà là chỉ còn hai người của hai chiến tuyến khác nhau còn sống và đã quyết định dừng bắn. Mọi hành động nhìn có vẻ khá là đẹp đúng không? Không ai khác, chính người lính là những người có thể nói là hiểu rõ cái hậu quả của chiến tranh.
cũng như là ghét chiến tranh nhất. Thì đó chính là những người trực tiếp chiến đấu trên chiến trường, đúng rồi. Cái phần chơi sa mạc mình nhìn quen quen nhỉ? Ồ, vẽ gì mà gớm vậy? Đây rồi, có lẽ là phần cốt truyện chính chúng ta chính thức bắt đầu rồi. Đây là Our Story, câu chuyện của chúng ta. Đến lúc chúng ta tự viết câu chuyện của chúng ta trong Battlefield 1 rồi các bạn. Let's go! Codex NG Unlocked American African American. À, sao có đấy, bản này của Cipay mà. The fuck? Rồi, đã chọn địa điểm tiếp à? As the old empires struggled to assert themselves, Storm of Steel. The entire world was caught in an inevitable cataclysm. Thromut and Blood. The globe. Old empires and new worlds. Grand and High Play. Đây, chúng ta có thể chọn những vị trí này để chơi các bạn. New ideas. All of mankind fought. The Runner. Hai cái này nó có 4 phần. Còn những cái này còn lại, cái này chỉ có 1 phần. Storm of Steel như chúng ta vừa chọn xong à. Bây giờ sẽ đến những cái phần tiếp theo, đúng không nào? Các bạn thích phần nào nào? Mình sẽ chọn phần dài nhất nha. Friend in the High Play. Hay là từ đây nhỉ? Từ số 1 đây luôn nhỉ? Bắt đầu từng đây nó đánh số các bạn, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Chúng ta sẽ đi từ số 1 nhá. Hay là các bạn thích những cái phần nào phần sau, phần chiến trường nó cháy bỏng hơn thì các bạn có thể chọn những phần màn này. Đúng không? Mình không biết là những cái phần này nó có liên kết với nhau không? Hoặc có thể đó là một cái mạch truyện nó tiếp nối từ phần 1 cho tới phần 5. Hoặc là từng câu chuyện riêng của 5 người khác nhau. Có lẽ là câu chuyện riêng của 5 người khác nhau thì nó hợp lý hơn, đúng không nào? Mình nghĩ đây là sẽ là 5 câu chuyện của 5 người khác nhau các bạn ạ. Hoặc là mình sẽ thử cái phần số 4 đi nhá, đầu runner nhá. We came from all over the world, the innocent, the arrogant, and the brave. Chỗ này là thủy chiến à? We thought the war was a rite of passage, a grand. Đây nha. Cái này thì có lẽ chúng ta sẽ phải qua phần dẫn chuyện nhiều khá là dài các bạn ạ. Chúng ta mới tới được phần bắn nhau cơ. Đừng nói là chơi game này chỉ toàn xem phim thôi nhá. Mình thích bắn nhau cơ. Ui mấy con tàu. Khói thế này thì bảo sao không nóng lên trái đất nữa. Trông ghê nhở. Đây thì một ngôi làng bị cháy. Frederick Bishop. Frederick Bishop. Oh god. Hey, are you Frederick Bishop? No. He's dead, sorry. Có lẽ đây là một chàng phóng viên các bạn ạ. I suppose so. Jack Foster. I'm your new charge. Lính mới à? No, you're not. You have to take this kid off me. Of course not. He came all this way just to see you. Đứa nhóc á. The pride of Australia. Mày chưa đủ tuổi nhập quân đội à? Hay sao vậy? Anh chàng này có vẻ khó chịu với những người trẻ trong quân ngũ. Có thể là anh chàng Bishop này cũng có một người con trẻ trẻ tầm như vậy, cho nên không muốn những người trẻ nhập quân đội. Follow me, theo tôi. Skip nào. Đấy rồi. What a disaster. Our first wave didn't stand a chance. Look at all their defenses. Ê, chúng ta là Bishop à? We have red knots this time. Plug your ears, kid. It's gonna be loud. Send these coordinates. Ok, xác định vị trí rất là nhanh các bạn ạ. Mọi thứ nó có vẻ hơi đơn giản. Rồi, chĩa pháo vào đúng vị trí đấy. Bắn. Như vậy chúng ta sẽ là một chỉ huy các bạn ạ. Chúng ta sẽ chọn mục tiêu để có thể đó là pháo kích. Bắn đấy. Ô, nó bắn trả kìa. Giữ nha. Time to go. Hay lắm. Tôi cũng được rút súng. Cái chàng lính mới lại muốn đi cùng chúng ta các bạn ạ. Mình chắc chắn không rồi. Let's go. Giật ga mình vãi lúa.
sorry my friend. Need to go. Chưa thấy hai cả các bạn ạ. Để khói đạn bay vào vèo rồi. Ai? Ai? Thôi nào. Vẫn chưa thấy ai cả các bạn ạ. Khó nhìn quá. À đây, trên đây. Cái súng gì vậy? Đập pháp bắn một viên một thế á? Rồi, chiếm từng vị trí một vậy. Ây ây. Thôi 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 thôi. Xin lỗi, xin lỗi. Ui. Vỡ mặt. Ê. Đạn đây à? Cái gì đây? À nếu thích thì chúng ta có thể thay súng khác các bạn ạ. Thôi nào. À đồng đội các bạn ạ. Ờ nó sao thấy nó đâu nhỉ? Đây có phải là đầu nó không? Không phải các bạn ạ, là cái súng thôi. Chỉ thò cái đầu súng thôi. Đi hướng này đúng không ta? À, thêm đứa này. À. À, trượt. Ơ. À, đi dần lên cái đường này các bạn ạ. À đây à. Trời ơi toàn trượt thôi vậy. Ô. Nó giết luôn đồng đội mình rồi. Mà là pha cá. Wanna fi open weapon của đây. Thay súng nha các bạn nhỉ. Mình sẽ chia tay khẩu shotgun này. Khẩu gì này? Cái gì ấy? What? Ui. Súng bựa vậy. Thôi lên tiếp nào. Bắn lựu đạn, súng bắn lựu các bạn ạ. Khi mà chúng ta là tới cái khu A kìa. Ê, chiếm cái này được không ta? Ta chỉ bắn ra được tàu của mình thôi các bạn ạ. Ờ, chưa kéo đạn xong. Ờ, cái gì đấy nhỉ? Ờ, chết rồi à? Frederick Bishop 1862-1915. Khi mà chúng ta đang trong chiến trường 19... Nhưng mà sao mình lại chết nhỉ? Really? À, có lẽ là do mình chơi dở rồi. Mình cứ tưởng như vậy là kết thúc phần câu chuyện của nhân vật Bishop ấy chứ. Lại nào. Ồ, vậy mà chưa được á? Đùa nhau à? May hả bởi. Ngồi đấy mà ngắm. Ngồi đấy mà ngắm. À, đau quá, đau quá, đau quá. Sao đít mình à? Đâu, từ dưới bắn lên đấy nhá. Nhưng mà sao nó bắn xuyên được cái thùng này? Ơ, vô lý vậy. Trời đất ạ. Vậy có lẽ phải đi theo cái đường chính các bạn ạ, không thể leo loanh quanh được. Khó khăn nha. Chỉ là mức độ normal thôi mà căng thẳng vậy. Chỗ này cho an toàn nha. Có thằng gần đây đúng không? Đây rồi. Không chết á, đuổi đi, sọ căn đấy. À! Hỗ trợ, I need backup. Return to area. Ơ, ngã. Có cái đéo ở trong cái bức tường đấy. Ôi. Chú mày nhỉ? Ôi, nét, ai à. Đáp cái gì mà đáp. Ui, cái súng kia bắn rát lắm kìa. Còn 4 mấy máu rồi nè các bạn.
Đợi nó hồi máu vậy. Ê, hồi máu kìa. Nhưng mà mình còn có 10 viên đạn thôi. Đây nãy một thằng đứng sau đây bắn gì à? À cái súng kìa, súng máy à. Thằng nào bắn kinh nhá. Ô, vậy mà chưa được á. Vô lý vậy. Cái gì bắn từ ngoài bắn vào á. Xin chết, xin chết, xin chết, xin chết. Có mỗi 6 viên đạn nữa các bạn ạ. À. Sao rồi? Phải trên kia có thằng gì đó bắn xuống. Đây đúng không nhỉ? Không phải, không phải. Ai? Đúng thế. Thế thì bạn chết rồi. Nhưng mà mình hết đạn rồi, mình còn có 3 viên thôi. Piu. Nó bắn ở đâu vậy? Piu. Piu. Hết đạn phát nhỉ? Đây. Trời đất ạ. Núp vãi lúa vậy. Nhìn không thấy hơn á. Cái game này khá khó nhìn. Chiếm cái cờ này. Ở lên cái điểm A này các bạn ạ. Ô. 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 Lấy cờ này xuống à. Giờ chạy vào lấy có bị nó bắn sấp vào đi không nhỉ? Thôi liều đi. Ờ, làm gì với nó rồi? Ờ... Hello? Đứng ở đây ra. Ô, thằng kia đi xuyên cửa. Hello? Hello? À, chết rồi, mình vào đúng bộ đĩa rồi. Chết rồi, hết máu rồi, hết máu rồi. Hết cả đạn luôn rồi. Chết hết rồi. À. Chứ nhỉ? Làm gì để lấy cái cờ kia xuống nhỉ? Bắn nó gọi nó chăng? Cái gì vậy? Sorry my friend. Giật cá mình. À cứ đứng đợi đây được các bạn ạ. À? À treo cờ anh em. À giống như kiểu chiếm căn cứ ấy các bạn ơi. Được rồi, object complete. Hoàn thành rồi. Yeah. Mặc dù chế độ normal thôi mà mình cũng khá là vất vả. Thế thật rồi, đó là một phần game của cái tựa game Battlefield 1, được chưa nào? Tựa game có thể nói là mô tả khá là chi tiết về cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Thì bây giờ mình sẽ dừng cái video lại đây thôi nhá. À, không tắt được này. Battlefield 1. Rồi, với việc đó là hôm nay mình đã giới thiệu các bạn cái phần đó là Battlefield 1 thì gần như là trước đó thì có không nhỉ? À không, trước đó phần đầu tiên là phần 1942 rồi. Thì coi như là toàn bộ series Battlefield là mình đều đã chia sẻ với các bạn rồi cả nhá. Hôm nay mình sẽ bổ sung thêm cái Battlefield 1 vào trong cái tổng hợp Battlefield này. Các bạn có thể vào đây để download nhá. Nó ở cái phần danh sách phát của channel của mình á. Đây này, channel của mình. Danh sách phát. Đây các bạn có thể vào phần danh sách phát này nhá. Rồi các bạn tìm được cái danh sách phát đó là tổng hợp Battlefield á. Các bạn phải gõ ra đây đó là tổng hợp hoặc là gõ là Battlefield thôi. Thì rồi đây. Đó, Enter. Là nó sẽ ra các bạn xuống đây các bạn thấy cái phần tổng hợp Battlefield nhá. Trong đây nó sẽ có toàn bộ tất cả luôn. Các bạn có thể vào và download để chơi toàn bộ series game rồi nhá.
À đúng rồi. Thì mình hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đón được thành công và chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Giờ thì tạm biệt mọi người.